Xin chào các bạn học sinh lớp 9 Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn ta giải một bài tập về hệ thức viết có căn thức Đây là một bài tập rất hay và sẽ cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý báu trong giải toán Bài tập như sau Trong trừ bậc 2 x bình trừ 2 nhân m trừ 1 x cộng 2m trừ 3 bằng 0 Tìm m để phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt x1 x2 thỏa mãn can x 1 bằng 2 can x 2. Thì chúng ta dễ dàng thấy là đây là một bài tập về hệ thức VS không đối xứng. Và yêu cầu rất rõ ràng rồi. Yêu cầu nhất đó là phương trình có hai nghĩa phân biệt. Và thứ hai là thỏa mãn điều kiện can x 1 bằng 2 can x 2. Phương trình hệ phân biệt thì chúng ta có thể dùng một trong hai cách như này thứ nhất đó là delta lớn hơn không hoặc delta phẩy lớn hơn không và trong một số trường hợp thì chúng ta có thể sử dụng chứng minh ac nhỏ hơn không thì phương trình sẽ có hai nghiệm trái dấu cái điều kiện thứ hai thì rất nhiều bạn chúng ta bị quên để thỏa mãn điều kiện thứ hai thì việc trước tiên chúng ta cần có đó là x1 x2 phải lớn bằng 0. Vì x1 x2 nằm trong căn. Và bình phương hai vế lên thì chúng ta sẽ có x1 bằng 4x2. Và kết hợp với hệ thức Viết thì chúng ta sẽ giải quyết được cái điều này. Thì đấy là phương pháp giải chung mà chúng ta đã rút ra từ cái yêu cầu bài toán này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thực hiện giải bài toán này. Đầu tiên, để chứng minh tìm điều kiện để phương trình hai nghiệm phân biệt thì chúng ta sẽ tính delta phẩy. Ta tính delta phẩy. Bằng gì? Bằng b phẩy bình phương tức là âm m 1 tất cả bình phương trừ ac 1 nhân 2m 3 Từ đây sẽ bằng Âm bình phương thì nó mất dấu âm đi Vậy nó còn M chừ 1 tất cả bình Do vậy Thành M bình 2M 1 Chừ đi 2M 3 Thu gọn lại được M bình phương Âm 2M 2M Với được âm 4M 1 cộng 3 4, 4 4 Và đến đây thì chúng ta dễ dàng thấy là sẽ bằng M chữ 2 tất cả bình phương từ đó chúng ta lưu đoạn là phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt x1, x2, khi và chỉ khi delta phẩy lớn hơn 0 tương đương với M 2 tất cả bình lớn hơn 0 và đến đây thì rất nhiều bạn chúng ta sẽ bị cái nỗi sai như sau. Chúng ta sẽ nỗi sai là M tư đương M chữ 2 lớn 0 và M lớn 2. Thì đây là mức sai phổ biến của phần lớn học sinh chúng ta. trước ta lưu là bản thân chúng ta có này. M chữ 2 tất cả bình luôn lớn bằng 0 rồi. Như vậy để nó lớn 0 thì chúng ta chỉ cần loại trừ giá trị bằng 0 là được. Do vậy phải tương đương với là m 2 khác 0 và tương đương với m khác 2. Và thầy giáo cũng giới thiệu chúng ta về cách sử dụng máy tính thì chúng ta sẽ giải cái bất trình này. Thì các máy đời từ 570 VN trở lên thì nó có chức năng giải bất phương trình. Chúng ta sẽ ấn như sau. Chúng ta sẽ vào mode và xuống dưới thì nó có tính năng là ineq vậy ta chọn 1. Và đây chúng ta là bất phương trình bậc 2, vậy ta chọn tiếp 1. Dạng của ta là lớn hơn 0. Vậy chúng ta sẽ lấy là lớn hơn 0, tức là dạng 1. Ta nhập hệ số này 1 -4 4 1 bằng, -4 bằng, 4 bằng và như vậy máy sẽ ra là x khác a trong đó a bằng 2 tức là x khác 2 với máy 580 VNX thì chúng ta sẽ thực hiện như sau tôi sẽ vào mốp sau đó chúng ta đấy cái thì nó đứng ngay ở bất hình trình rồi vậy ta chọn luôn bằng và bất hình trình đa thức bậc mấy thì ta chọn bậc 2 Ta chọn dạng số 1 và nhập vào hệ số 1 bằng chữ 4 bằng 4 bằng như vậy máy ra là x khác 2 và của chúng ta chính là m khác 2 như vậy từ bài này chúng ta rút nghiệm là khi gặp một bất phương trình bằng 2 thì chúng ta hãy sử dụng một trong hai loại máy tính thì đã vừa giới thiệu để chúng ta thử kết quả Tiếp theo chúng ta phải thực hiện theo hệ thức VS Theo hệ thức VS Ta có X1 cộng X2 Bằng âm B trên A Vậy bằng âm của âm 2 Vậy bằng dương 2 Nhân M 1 Vậy sẽ bằng 2M 2 X1 nhân X2 bằng C trên A Vậy sẽ bằng 2M 3 Ta ký hiệu đây là 2 và 3 Như thầy phân tích ở trên thì đầu tiên chúng ta phải giải quyết cái điều kiện là phương trình có hai nghiệm không âm Vậy ta lý luận là phương trình 1 có hai nghiệm không âm khi thì chỉ khi muốn hành nghiệm không âm thì chúng ta phải có tổng lớn bằng 0 và tích lớn bằng 0 do đó tương đương với 2m 2 lớn bằng 0 và 2m 3 lớn bằng 0 giải được m lớn bằng 1 m lớn bằng 3 phần 2 và để thỏa mãn được cả hai phương thức này thì chúng ta sẽ thấy m sẽ phải lớn bằng 3/2. Như vậy là chúng ta đã giải quyết được cái điều kiện là phương trình có hai nghiệm không âm. Từ đó sau có hai nghiệm không âm rồi thì chúng ta có can x1 2 can x2 sẽ tương đương với bình phương lên thì được mỗi x1 sẽ bằng 4x2 hay x1 4x2 bằng 0 ký hiệu đây là 4 chúng ta sẽ kết hợp giữa cái hệ thức 2 trong VS và hệ thức 4 từ 2 và 4 ta có cái hành trình đó là x1 cộng x2 bằng 2m 2 và x1 trừ 4x2 bằng 0 Giải hết này thì chúng ta thực hiện quy tắc là bằng trừ đối cộng hệ số của x1 là bằng nhau vậy ta trừ x1 trừ hết x2 trừ đi âm 4x2 vậy sẽ bằng 5x2 bằng 2m 2 0 vẫn là 2m 2 và cái này mình có thể viết là x1 thì bằng 4x2 đến đây chúng ta sẽ có x2 sẽ bằng 2m 2 phần 5 và x1 sẽ bằng 4x2 như vậy sẽ bằng nhân 4 ở đây vậy sẽ bằng 8m 8 5 Ký hiệu cái hệ kết quả này là 5. Chúng ta sẽ sau khi được 5x của 2 rồi ta thay vào 3 thì chúng ta sẽ giải được cái phương trình này. Chúng ta thay thay 5 vào 3. Ta có x1 nhân x2 vậy sẽ bằng 2m 2 chia cho 5 nhân với 8m 8 chia cho 5 sẽ bằng 2m 3. Đấy, chúng ta hãy tự biến đổi cho thầy. Nó sẽ ra phương trình cuối cùng được là 16m bình trừ 82m cộng với 91 bằng 0. Và từ đây thì mình sẽ giải được là m sẽ bằng là 7 phần 2 và m sẽ bằng 13 phần 8. Hai chị này đều thỏa mãn điều kiện. chúng ta vừa nêu thì điều kiện ở đây có hai điều kiện, điều kiện nhất là m khác 2 và điều kiện thứ hai là m lớn bằng 3/2 thì đều thỏa mãn cả. Và do vậy chúng ta sẽ kết luận là vậy m bằng 7/2 hoặc m bằng 13/8 là các giá trị thỏa mãn yêu cầu đề bài. Bây giờ chúng ta mới thử suy nghĩ xem còn cách giải nào khác hơn. Không, bởi vì vừa rồi chúng ta thấy là cách giải nó rất là dài và phức tạp. Thế thì cách thứ hai chúng ta thể nghĩ đến mà trong rất nhiều bài đó là thử suy nghĩ xem là chúng ta có giải được phương trình này ra nghiệm cụ thể hay không thì chúng ta thử các trường hợp đặc biệt ta thử trường hợp thứ nhất là a cộng b cộng c bằng là một cộng với âm 2 nhân m 1 cộng 2m 3 và sẽ bằng 1 này trừ 2m cộng 2 cộng 2m 3 1 cộng 2 bằng 3 trừ 3 hết âm 2m 2m hết như vậy ta có là bằng 0 do vậy chúng ta sẽ suy ra được x1 sẽ bằng 1 và x2 sẽ bằng c trên a tức là bằng 2m 3 sau đó mình giải ra thì mình thử nhá đương nhiên ở đây chúng ta cần có điều kiện là gì cũng phải nêu điều kiện ra là x1 là và x2 lớn bằng 0 thì cái này lớn bằng 0 và dễ dàng giải cái này sẽ là m lớn bằng 3 phần 2 thì nó giống điều kiện đây m lớn bằng 3 phần 2 và chúng ta thử xem là x1 bằng 2 căn x2 bình phương lên thì được cái gì được x1 bằng 4x2 vậy sẽ tương đương với là 1 bằng 4 x 2 m 3. Vậy tương đương là 1 bằng 8 m trừ 12 và sẽ được là m sẽ bằng là 10 3 phần 8 thì kết quả này phù hợp với kết quả bên trên Tuy nhiên vấn đề thật ra là theo cách này thì lại chỉ có một đáp số đó là m bằng 13 phần 8 vậy thì còn giá trị m bằng 7 phần 2 ở đâu Đấy, thì đây mới là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm ở phần này thì chúng ta dễ dàng thấy cái gì là cái nỗi sai đây đối với nhiều bạn học sinh đó là chúng ta đã tự gán cho x1 là bằng 1 x2 bằng 2m 3 trong khi đó x1 có thể là 2m 3 thì sao do vậy khi giải đến chỗ này thì chúng ta nhớ rằng chúng ta không được cho x1 1 mà chỉ được cho x bằng 1 và x bằng 2m 3 thôi sau đó chúng ta sẽ xét hành hợp là x1 là 1 và trường hợp 2 là x2 bằng 1 Đấy, thì từ đó chúng ta cũng sẽ được nơi giải đúng và thầy sẽ chỉ bày cho chúng ta cách thứ hai như sau. Ta có cách 2. A cộng B cộng C bằng 1 trừ đi 2 nhân m 1 cộng 2m 3. Và dễ dàng thấy là bằng 0. Do đó mình suy ra là x bằng 1 và x bằng c trên a tức là 2m 3 thì cái yêu cầu đầu tiên chúng ta cần phải nhớ là gì là ở đây cần phải có đó là phương trình có hai nghiệm phân biệt thì chúng ta phải lý luận là phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt khi nào khi hai cái x này phải khác nhau cái này cũng là một cái mà chúng ta hay quên một khác 2m 3 và dễ dàng giải được mà khác 2 Thì nó cũng tương ứng với bên này là phương trình viên biệt khi đi em ta phải nướng 0 và cũng giải ra mà khác hai. Tiếp theo là phương trình 1 phải có hai nghiệm không âm. Khi chỉ khi 1 nướng bằng 0 và 2m 3 nướng bằng 0. 1 nướng bằng 0 thì đương nhiên là luôn đúng rồi. Vậy thì chúng ta giải cái điều kiện thứ hai sẽ được m lớn bằng 3 phần 2. Sau khi chúng ta giải xong thế rồi, chúng ta sẽ xét trường hợp 1. Là x1 bằng 1 và x2 bằng 2m 3. Thì ta có. Căn x1 bằng 2 can x2. Tương đương với x1 bằng 4x2 và ta thay số vào sẽ được là gì 1 bằng 4 nhân với 2m 3 và trường hợp này dễ dàng giải được là m sẽ bằng là 13 phần 8 sau đến đây thì chúng ta phải kiểm tra hai cái điều kiện này thì thỏa mãn chép 2 Nếu x1 bằng 2m 3 và x2 bằng 1 thì ta có tan x1 bằng 2 tan x2 tương đương với x1 bằng 4x2 cũng hoàn toàn giống như trên thôi. Thì tương đương với gì? 2m 3 sẽ bằng 4 nhân với 1 như vậy dễ dàng giải được trường hợp này m sẽ bằng 7 phần 2 và giá trị này cũng thỏa mãn như vậy nếu xét đủ hai hợp thì ta thấy là nó phù hợp với kết quả ở phần trên là cũng ra hai đáp số đó là m 7 phần 2 và m bằng 13 phần 8 và từ đây chúng ta sẽ kết luận vậy M sẽ thuộc tập học đó là 13 phần 8 và 7 phần 2 thì phương trình 1 có hai nghiệm x1 x2 sao cho thỏa mãn là x1 căn x1 bằng 2 căn x2 vậy qua bài toán này thì chúng ta nghĩ như thầy một bài có vẻ rất đơn giản tuy nhiên quá trình giải không đơn giản chút nào chúng ta cần tránh những sai lầm sai lầm nhất là cái điều kiện để phương trình hai nghiệm phân biệt thứ hai đó là chúng ta quên tìm điều kiện để hai nghiệm không ngầm và thứ ba là khi xét theo cách thứ hai thì một số bạn quên những nội dung ra đây thứ nhất là không tìm để nó có hạnh phân biệt thứ hai đó là không xét đủ hai trường hợp dẫn đến mất kết quả hy vọng rằng sau bài toán này thì chúng ta sẽ rút cho mình những bài học quý giá để áp dụng cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới chúc các em thành công xin chào và hẹn gặp lại